Sim đến từ shop sushi nội địa nhật.com. Rồi, hôm nay em mới về một cái bộ âm ly đèn và loa bút sao. Nói chung là một cái bộ dàn nhỏ ha cả nhà ha, cho cả nhà để đặt những cái không gian nhỏ hay phòng ngủ rất là sang trọng luôn cả nhà. Và cái giá rất rất đẹp trong cái mùa này luôn ha cả nhà ha. Giá này là giá có hỗ trợ ha cả nhà. Rẻ hơn những cái đợt trước rất nhiều, mặc dù là cái tiền ở bên Nhật nó tăng ha cả nhà ha. Tiền ship nó cũng tăng nhưng mà cố gắng để cho cả nhà cái giá siêu siêu đẹp, hầu như là em bao là đẹp nhất Việt Nam luôn. Rồi, cái đầu tiên làm giới thiệu cho cả nhà cái loa JBL L52 Lasit, thì cái loa này thì nó quá nổi tiếng nha cả nhà ha. Nói chung là dòng JBL là một cái thương hiệu lớn rồi. Thì cái loa này ở thị trường Việt Nam mà trung bình anh em bán thì cũng khoảng 20 25 triệu gì đó. Nhưng mà con này có hàng nguyên thùng ha cả nhà. Hàng nguyên thùng chưa xài. Em chỉ tháo ra em test thôi ha cả nhà ha. Em test thôi. Mọi thứ nó ok hết ha cả nhà. À, nói chung là như mới, hàng mới nha, hàng chưa xài nha. Rồi. Con này nó là một cái loa bút sale loại nhỏ ha cả nhà, để cho mình đặt phòng ngủ thì công suất của nó khoảng 100W cả nha. Nó gồm có hai quay, một cái bát là một cái bát là 10 1.33 mm, với lại một cái chép đâm ha cả nhà, một cái chép đâm 19 mm. Rồi, trở kháng nó là 4 ohm, độ nhạy nó 89. Thì JBL thì nó hay rồi cả nhà, nó là một cái dòng loa, một cái thương hiệu loa lớn mà. Rồi, con này hàng nguyên thùng, không có gì phải bàn ha. Cả nhà nhìn hình ảnh đính kèm nha cả nhà nha. Tại vì con này là hàng nguyên thùng nên em không có mở ra. Giá con này là hỗ trợ cho cả nhà nha cả nhà. Trước đó em bán một con là 14 triệu ha. Bây giờ em bán cho hỗ trợ cho cả nhà cái mùa khó khăn này 13 triệu ha cả nhà, 13 triệu em xả cho cả nhà. Hàng new ha cả nhà. Hàng new con này mới ra là 25 triệu, em để cho cả nhà 15 13 triệu ha cả nhà ha. Nếu mà cả nhà mua nguyên một bộ này luôn, em fix cho cả nhà tiếp nha. Nói chung là chơi khô máu với cả nhà luôn. Rồi, bên đây là một con âm ly đèn Radius, em về hàng nguyên thùng luôn ha cả nhà. Hàng nguyên thùng nhưng mà xài lướt nha cả nhà nha. Đẹp như mới luôn, đẹp 98 99% mà cả nhà ha, 99%. Độ bền cực cao, con này hàng Japan luôn ha cả nhà ha, Radius. Công ty Radius ở Japan ha cả nhà ha. Rồi về hình thức thì rất đẹp luôn cả nhà, rất đẹp luôn, thiết kế rất đẹp luôn. Nếu so với em này GOD thì em này nó có giá mềm mại hơn rất nhiều. Mềm mại hơn rất nhiều nhưng mà về cái độ hoàn thiện, cái độ thiết kế rất đẹp luôn cả nhà. Nói chung là chất âm cũng 90 với GOD á, thì nếu mà cả nhà không có đủ tài chính mà lấy con GOD thì đây là một cái lựa chọn ha, dù sao nó là hàng Japan ha cả nhà ha. Rồi con này model là Radius RAVT11 ha cả nhà, hình thức nó 9899 nguyên thùng ha cả nhà. Cấu hình bút bull luôn, nó chạy 4 bóng 6 L6, nói chung là bóng theo hãng hết, với lại hai bốn cái bóng rề là 2C51 ha cả nhà ha. Ở đây em có bóng 6L6 của Mỹ luôn. Cả nhà thích nâng cấp thì nói với em. Nâng cấp thì cả nhà phụ em thu lại cái bộ bóng zin theo máy nha. Nhưng mà cả nhà bù em một ít tiền nha. Tại vì cái bóng Mỹ nó mắc hơn. Đây, ngoại hình rất đẹp luôn cả nhà. Con này thì nó cũng là size tầm trung ha cả nhà ha. Size tầm trung, nó bề ngang nó được khoảng 32 triệu. Chiều cao nó tầm khoảng 19. Phay nhôm nguyên khối rất đẹp luôn. Rất rất đẹp luôn cả nhà. Đằng sau là nó một tăng vô nguồn 2 OBT dắt cắm mạ vàng luôn. Con này cũng hình thức rất đẹp luôn, không gì không điểm chê luôn cả nhà ha. Đó, không điểm chê. Rồi công suất em này ha cả nhà, công suất em này thì được khoảng 15W, cấu hình bút bull ha cả nhà ha. Công suất là 15W, đây tiếng Nhật không ha cả nhà ha. Công suất 15W. Quýnh từ 4 đến 16 ohm luôn ha cả nhà. Đó. Dòng điện thì 100V. Công suất tiêu thụ thì 120W. Cân nặng của nó khoảng 18 kg ha cả nhà. Bề ngang nó được size 33. Chiều cao là khoảng 19.
chiều sâu là khoảng 39, rất nặng anh. Nó bự hơn con GOD ha cả nhà ha, nó bự hơn con GOD và nó dày hơn con GOD đó. Nếu mà cả nhà ít tiền lấy con này rất ngon luôn. Con này hỗ trợ cho cả nhà 1 triệu nha, hàng nguyên thùng nha, hàng nguyên thùng xài lướt nha, hỗ trợ cho cả nhà 1 triệu, còn 21 triệu. Con này là trước đó là 22 triệu nè, con này là trước đó 14 triệu nè, con này em hỗ trợ cho cả nhà 1 triệu nữa là 13 triệu ha cả nhà ha, bao cả nhà giá tốt nhất Việt Nam luôn, phiên bản hàng new nha cả nhà, cái này là phiên bản hàng hàng thùng ha cả nhà ha. Rồi nếu mà cả nhà lấy một bộ này ghép vô cùng hợp luôn, rất đẹp luôn, chân bài từ chất âm và từ hình thức luôn ha cả nhà ha, từ giá cả luôn vượt rất xa tầm giá luôn. 21 14 cả nhà lấy một bộ nữa, 21 14 là 30 35 ha cả nhà ha. 21 13 13 là 34. Cả nhà lấy cả bộ em để cho cả nhà một giá không bớt được nữa nha cả nhà nha. 33 triệu cho một bộ ha cả nhà. Nói về trưng bày đồ mọi thứ rồi về độ bền là cực kỳ xuất sắc luôn, chất âm rất rất hay luôn. Đây là một bộ nó khá là tương thích với nhau ha cả nhà ha. Rồi. À, về nếu mà cái video clip thì em sẽ đính kèm vào cái clip này cho cả nhà tham khảo nha. Rồi, cả nhà có nhu cầu thì liên hệ em nha. Chúc cả nhà có một đêm ngon giấc. Bye bye.